Thưa quý vị và các bạn, kể từ khi dịch COVID-19 bùng phát, việc sản xuất kinh doanh, giao thương của nhiều doanh nghiệp bị ảnh hưởng trầm trọng, đặc biệt là ảnh hưởng tới việc thực hiện các cái hợp đồng đã ký kết giữa các doanh nghiệp trước đó, dẫn đến việc xảy ra các cái tranh chấp không đáng có. Dịch COVID-19 là sự kiện bất khả kháng. Vậy khi doanh nghiệp không thực hiện được đúng hợp đồng do có dịch bệnh COVID-19, thì liệu hợp đồng đó có được coi là vô hiệu hay không? Và trong trường hợp nào thì các công ty bị ảnh hưởng do COVID-19 được miễn trách nhiệm bồi thường do vi phạm hợp đồng? Đây sẽ là nội dung được trao đổi cùng với luật sư Đặng Văn Cường, trưởng văn phòng luật sư Chính Pháp. Trước hết thì xin được cảm ơn luật sư đã nhận lời mời tham dự chương trình. Vâng, xin chào biên tập viên Tiến Cường, xin chào quý vị khán giả. Thưa luật sư, khi mà hợp đồng ký kết giữa các cái doanh nghiệp đã có cái điều khoản bất khả kháng, vậy thì khi mà COVID-19 xảy ra gây những cái ảnh hưởng đến cái việc thực hiện hợp đồng, thì hợp đồng đó có bị coi là vô hiệu hay không? Và ông có thể lấy ví dụ ở một số những cái lĩnh vực cụ thể. Nội dung bất khả kháng là một cái trường hợp mà được quy định trong điều 156 của Bộ Luật Dân sự năm 2015. Thì theo đó, xác định cái trường hợp bất khả kháng hay không thì phải có 3 cái điều kiện. Thứ nhất là cái sự việc đó phải xảy ra một cách khách quan, ngoài cái ý chí chủ quan của hai bên. Thứ hai nữa là các bên không thể lường trước được khi mà ký kết cái hợp đồng đó. Cái yếu tố thứ ba được xác định là bất khả kháng là khi mà đã không lường trước được nhưng các bên đã tìm mọi cách để khắc phục rồi nhưng vẫn không khắc phục được, thì đó là bất khả kháng. Và bất khả kháng như vậy thì dẫn đến việc là các bên không có nghĩa vụ phải thực hiện các cái nghĩa vụ theo nội dung hợp đồng nữa. Nhưng không phải cái hợp đồng nào cũng bị ảnh hưởng, bị tác động. Đấy, ví dụ trong lĩnh vực mà hàng không chẳng hạn, vận tải chẳng hạn, thì đương nhiên là có thể là bị ảnh hưởng và thậm chí rất nghiêm trọng. Thứ hai là lĩnh vực xuất nhập khẩu, các cái chuỗi cung ứng toàn cầu bị đứt gãy, dẫn đến câu chuyện là hoạt động xuất nhập khẩu bị ảnh hưởng do dịch bệnh, và dẫn đến các quốc gia công bố tình trạng dịch bệnh, dẫn đến việc là hạn chế việc xuất nhập khẩu hàng hóa hoặc là xuất cảnh với con người, tùy vào hợp đồng cụ thể. Mà nếu một bên không thể thực hiện được cái nghĩa vụ của mình theo hợp đồng mà cho rằng đây là trường hợp bất khả kháng thì phải chứng minh rằng là cái sự việc này là khách quan. Thứ hai nữa là các bên đã không lường trước và không đưa vào hợp đồng. Thứ ba nữa là bên chúng tôi đã thực hiện mọi cái biện pháp, mọi cái cách thức một cách rất thiện chí rồi nhưng mà vẫn không thể giải quyết được, cho nên hợp đồng này sẽ bị hủy bỏ, không thực hiện được nữa. Như luật sư cũng đã vừa mới chia sẻ là rõ ràng là vẫn có những cái hợp đồng sẽ có hiệu lực, bởi vì là chúng ta vẫn có những cái giải pháp để mà thực hiện được những cái cam kết ở trong những cái hợp đồng đó. Vậy thì theo ông, với cái COVID-19 xảy ra thì các cái doanh nghiệp Việt cần phải lưu ý những gì để tránh xảy ra tranh chấp? Tôi nghĩ rằng là với tình trạng dịch bệnh như thế này và bước đầu thế giới đã có vaccine để phòng bệnh. Tuy nhiên các cái doanh nghiệp mà có các cái mối liên hệ giao dịch, làm ăn hợp tác kinh doanh với các cái đối tác nước ngoài thì cần phải có những lưu ý là đối với các cái hợp đồng mà đã ký kết đang thực hiện thì cần phải có những cái có thể đàm phán lại cái điều khoản hợp đồng, vì mà nếu mà những hợp đồng trong nước đơn thuần thì có thể viện dẫn cái điều 244 của Bộ Luật Dân sự năm 2015 về quy định là thực hiện hợp đồng khi hoàn cảnh thay đổi căn bản. Thứ hai nữa là đối với các cái giao dịch có yếu tố nước ngoài, mang yếu tố là thương mại quốc tế, thì cần phải tìm hiểu về cái chính sách pháp luật của cái nước sở tại mà chúng ta đang có cái quan hệ kinh tế quốc tế. Với những hợp đồng đang tồn tại thì có thể đề nghị sửa đổi bổ sung. Với những hợp đồng chưa ký kết thì chúng ta sẽ ký kết ở trên cơ sở là đánh giá về cái khả năng thực hiện hợp đồng trên cơ sở diễn biến của kết quả phòng chống dịch bệnh ở trong nước cũng như là trên thế giới. Vâng, vậy thì khi mà thực hiện soạn thảo và ký kết hợp đồng, các cái doanh nghiệp thì cần phải lưu ý những gì để soạn thảo những cái điều liên quan tới điều khoản bất khả kháng và hiệu lực của hợp đồng, thưa luật sư? Khi mà ký những hợp đồng mới thì chắc chắn rằng là phải đặt trong cái bối cảnh hoàn cảnh lịch sử hiện nay, bối cảnh xã hội, kinh tế, chính trị xã hội hiện nay, bối cảnh chính sách mới của các quốc gia hiện nay để chúng ta đưa vào những cái điều khoản. Trong đó ví dụ như là cái quyết định của chính phủ
về việc giãn cách xã hội rất quan trọng, có thể ảnh hưởng quyết định đến việc chậm thực hiện hoặc là hủy bỏ hợp đồng. Cho nên là cũng có thể lường cái tình huống là nếu trong trường hợp mà chính phủ nước sở tại hoặc chính phủ Việt Nam ra cái quyết định là giãn cách xã hội trong khoảng bao nhiêu lâu thì hợp đồng sẽ có thể tạm đình chỉ thực hiện. Hoặc thứ hai nữa là trong trường hợp dịch bệnh bùng phát dẫn đến việc đóng cửa biên giới, dừng các cái chuyến bay thương mại, dừng các cái việc vận chuyển hàng hóa qua biên giới, ví dụ như thế chẳng hạn, thì hợp đồng có thể bị hủy bỏ hoặc là đình chỉ thực hiện. Bởi vậy là khi mà soạn hợp đồng thì các doanh nghiệp cũng như là các luật sư mà hỗ trợ cho các doanh nghiệp thì phải lưu ý đến các cái tình huống đó, phải dự liệu được các tình huống có thể xảy ra trong tương lai để chúng ta có những thỏa thuận cam kết. Vâng, xin được cảm ơn luật sư đã cung cấp cho chúng tôi những cái thông tin hữu ích vừa rồi. Thưa quý vị và các bạn, hy vọng những cái thông tin liên quan đến điều khoản bất khả kháng trong hợp đồng vừa được luật sư cung cấp sẽ giúp các doanh nghiệp hiểu hơn về quyền lợi và nghĩa vụ của mình trong quá trình ký kết và thực hiện hợp đồng. Chương trình được Truyền hình Quốc hội phối hợp với Bộ Tư pháp thực hiện trong khuôn khổ của chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2015-2020. Xin cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi chương trình. Xin kính chào và hẹn gặp lại ở những chương trình tiếp theo.